Phú Tùng ô tô đô thị, xin chào các bác. Em quay video cận cảnh cái quầy xi nhan, quầy lùi rộng máy các bác nhé. Xe đen các bác bắt vào mắt các bác nhé, còn xe trắng và đèn lùi các bác nhé. Hai dây màu này là màu vàng và màu xanh, các bác đấu vào xi nhan các bác nhé. Bất tùy lá trái phải thì các bác đấu cho đúng các bác nhé. Xe tải đang rẽ trái, các phương tiện xin nhường đường. Xe tải đang rẽ trái, các phương tiện xin nhường đường. Bên phải đây ạ. Xe tải đang rẽ phải, các phương tiện xin nhường đường. Xe tải đang rẽ phải, các phương tiện xin nhường đường. Đấu rất là dễ các bác nhé, kêu rất là to.